Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Đối với những người Công giáo thì cái ngày này Em đốt người nhang ta với tổ em chức à. một cái thánh lễ gọi là lễ các đẳng, hay người ta còn gọi là lễ các linh hồn. Người ta tổ chức cái thánh lễ này để tưởng nhớ những cái tín hữu đã qua đời, và người ta tổ chức một cái cách rất là long trọng. Thì ngày hôm nay tôi mời quý vị cùng với tôi, chúng ta sẽ viếng thăm một cái nghĩa trang của giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B thuộc địa phận xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Và chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi, chúng ta tham quan ngôi thánh đường giáo xứ Thánh Gia, cũng như là chúng ta ra thăm nghĩa trang để xem coi những người Công giáo ở đây họ tổ chức buổi thánh lễ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên của họ đã qua đời, họ tổ chức ra sao. Thì như quý vị đã biết, đối với lại người Công giáo thì họ có một cái điều răn thứ tư ở trong 10 điều răn của đạo Công giáo. Thì cái điều răn thứ tư là Thiên Chúa dạy họ là phải thảo kính cha mẹ. Thì đối với lại những người Công giáo nói riêng, và cái văn hóa phong tục của cái người Việt Nam chúng ta nói chung, chứ không riêng gì những người Công giáo, thì chúng ta đều phải thảo kính cha mẹ. Và đặc biệt là đối với những cái cha mẹ, đối với những người thân đã quá cố, thì họ rất là coi trọng những cái phần nghi thức để mà tưởng nhớ tới cái phần mộ của người thân. Thì đối với người Công giáo cũng vậy, họ có hai cái thánh lễ lớn trong một năm để họ tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ, đó là ngày mùng 2 Tết âm lịch là ngày lễ để kính nhớ tổ tiên, và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 là lễ các đẳng, gọi là lễ các linh hồn để tưởng nhớ những tín hữu đã qua đời. Thì trước mặt quý vị đây là ngôi thánh đường của giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Giáo xứ này thuộc địa phận Long Xuyên. Như quý vị biết đó, là đây là một cái ngôi thánh đường, một cái giáo xứ được thành lập từ những năm 1956-57, khi mà Hiệp định Geneva được ký kết. Thì bà con tín hữu người Công giáo ở ngoài miền Bắc di cư vào đây, gọi là cái dinh điền Cái Sắn. Thì họ đào những cái con kinh dọc theo cái quốc lộ 80, và chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó thì đưa bà con vào đây rất là nhiều, trong đó có bà con ở giáo xứ Thánh Gia này, với sự dìu dắt của Linh Mục Phạm Huy Diệu đã đưa bà con vào đây. Thì hôm nay chúng tôi mời quý vị đi tham quan lại ngôi thánh đường này, cũng như thăm cái phần đất thánh nơi mà có rất là nhiều tín hữu qua đời được chôn cất ở đây, để xem coi là bà con ở đây họ tổ chức cái buổi thánh lễ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên của họ đã qua đời như thế nào. Đây là sông Kinh Một nha quý vị nha. Vâng, con sông Kinh Một này kéo dài 12 cây số, bắt nguồn từ sông Cái Sắn qua bên sông Tân Hội. Đây là ngôi thánh đường giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Đây không còn là cái ngôi thánh đường cũ nữa quý vị, mà họ đã xây dựng lại những cái ngôi thánh đường mới rồi. Do cái nhu cầu phát triển thì những cái ngôi thánh đường cũ chật hẹp, không còn đủ cái sức để họ sinh hoạt tôn giáo ở đây nữa, cho nên là họ đã xây dựng lại rất là khang trang. Thì hôm nay tôi với cùng với một người anh, người anh là con cô, con cậu ruột với tôi, đi ra thăm cái phần mộ của bà nội. Còn đối với ông anh, con người cô tôi thì là bà ngoại. Thì chúng tôi cùng đi ra đây để thắp nhang viếng phần mộ của bà nội, bà ngoại của chúng tôi. Đây là đất thánh giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Vâng, họ làm rất là khang trang nha quý vị nha. Cái sự tổ chức của người Công giáo ở đây rất là hay, là họ có một cái nghĩa trang tập trung hết tất cả những cái tín hữu qua đời, thì đều được quy tụ về đây và chôn cất một cách rất là thứ tự và tập trung, cho nên là nó vừa bảo đảm được cái vấn đề vệ sinh môi trường, cũng như là tạo cái điều kiện cho những giáo dân ở đây thăm viếng cái phần mộ của người thân mình được thuận lợi hơn, và
họ tổ chức rất là chu đáo, có những người trông coi. Như quý vị thấy là cái con đường đi ra ngoài nghĩa trang của giáo xứ Thánh Gia, hay người ta còn gọi là đất thánh, giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B, rất là khang trang. Ở đây là cái vùng thuần nông, tức là bà con chỉ có sống bằng cái nghề làm ruộng thôi. Như quý vị thấy trước mặt quý vị đó, đây là một trong những cánh đồng phì nhiêu nhất của vùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thấy là họ dành nguyên một cái khu đất rất là rộng, tôi ước độ là khoảng cỡ 3 hectare, tức là ở đây người ta gọi là một lô đó, để làm cái nơi chôn cất những cái tín hữu ở trong giáo xứ của họ qua đời. Thì bà nội của tôi cũng là một trong số những cái người vào đây ngay từ những cái ngày đầu tiên khi mà lập cái kinh này, cùng với cha cố Phạm Huy Diệu, người đã dìu dắt những cái con chiên từ ngoài miền Bắc vào đây sau khi mà Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954. Vâng, quý vị thấy là trước mặt quý vị là toàn cảnh cái ngôi nghĩa trang của giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Quý vị thấy là rất khang trang, sạch sẽ, nề nếp. Người miền Nam của chúng ta thì một số nơi hiện nay vẫn còn cái phong tục là chôn tại đất nhà, thì nó không có được bảo đảm vệ sinh cũng như là nó mất cái vẻ mỹ quan. Tuy nhiên là do cái quỹ đất nó chưa có được quy củ, cho nên là bà con cũng còn chôn rải rác. Nhưng mà tôi hy vọng rằng chúng ta cũng nên học tập Làm cái to quá anh chị ơi, mô hình làm nghĩa to trang quá. của các cái Đâu giáo đâu một xứ của người vài Công năm giáo để chúng ta chôn cất người thân thì nó cũng hợp sẽ lý văn minh anh tiến bộ hơn. ơi. Trước mặt quý Nhưng vị mà bây là giờ ông anh em con thấy hơi của lầm lỗi người anh cô đang là chuẩn bị nhang cũng như là bông hoa để viếng cái phần mộ của bà nội bà ngoại của chúng tôi. Đây quý vị thấy là cái ngôi mộ mà có cái bông hồng đó là ngôi mộ của bà nội bà ngoại của chúng tôi. Chúng tôi đang là chuẩn bị nhang, đốt nhang để cầu nguyện cũng như là dâng nhang cho bà nội bà ngoại của chúng tôi. Quý vị thấy là hôm nay là cái bầu trời rất là đẹp, trong xanh. Cho nên là thuận tiện cho cái việc thăm viếng. Thánh lễ sẽ cử hành vào khoảng lúc 16 giờ chiều nay, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có thể tham dự được. Mỗi một năm mà khi mà người ta tổ chức những cái thánh lễ ở ngoài nghĩa trang như vậy đó, thì tôi ước độ là có hàng ngàn người quý vị, từ những cái người mà đi xa rồi thì vào những ngày này họ cũng trở về để mà thăm viếng cái phần mộ của người thân. Cho nên là cái lượng người đến đây rất là đông. Nhưng mà vì công việc cho nên là chúng tôi đang là ở nghĩa trang này vào giữa trưa, cho nên là vắng người, quý vị thấy không? Ở chung quanh thì họ cũng trang trí bông hoa rất là đẹp mắt. Họ chăm sóc cho phần mộ của người thân họ rất là chu đáo, thưa quý vị. Vâng, ông anh ở phía trước đang là chuẩn bị đốt nhang để thắp nhang cho phần mộ của bà nội bà ngoại của chúng tôi. Thì chúng tôi cũng xin nói lại là họ quy tụ tất cả những cái người giáo hữu mà qua đời thì họ được quy tụ về đây, và họ có một cái quỹ đất rất là rộng lớn để mà phục vụ cho cái việc chôn cất người thân. Thì như quý vị thấy đó là ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta thì đất đai nó cũng còn nhiều, và cái sự tổ chức của các cái giáo xứ thì họ rất là nề nếp chu đáo, và họ có cái nguồn quỹ để mà phục vụ cho việc chôn cất những người tín hữu qua đời tại đây. Và quý vị thấy là những cái ngôi mộ rất là khang trang, ngay hàng thẳng lối, rất là nề nếp. Vâng, quý vị thấy là họ tổ chức như vậy là một cái mô hình hết sức để cho chúng ta học hỏi. Bởi vì hiện nay thì ở một số nơi, nhất là những cái vùng sâu vùng xa, bà con mình còn có cái thói quen là chôn rải rác, gọi là chôn ở đất nhà, thì nó vừa không có bảo đảm cái vấn đề vệ sinh và cái bảo vệ được cái nét truyền thống của người Việt Nam. Cho nên là hy vọng rằng trong tương lai sắp tới thì
mình sẽ tổ chức được những cái nghĩa trang nó nề nếp như thế này. Thì như quý vị biết á, là hàng năm người ta có hai cái thánh lễ lớn để người ta tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Thì tôi xin nhắc lại là cứ vào mùng 2 Tết âm lịch hàng năm thì họ cũng tổ chức một cái thánh lễ rất là lớn và tập trung rất là nhiều người, tất cả những người thân dù mà họ ở xa họ cũng phải trở về để mà thăm viếng phần mộ của người thân của mình. Đó là ngày mùng 2 Tết âm lịch. Sau đó thì đến ngày mùng 2 tháng 11 dương lịch, tức là ngày hôm nay, thì có một thánh lễ gọi là lễ cắt đẳng hay là lễ cắt linh hồn, và để nhớ tới ông bà tổ tiên đã qua đời. Thì đối với lại người miền Nam của chúng ta mà không phải là người Công giáo đó, thì chúng ta có cái tiết gọi là tiết Thanh Minh hàng năm, cũng là một cái dịp để cho chúng ta sửa sang phần mộ của người thân của những người đã khuất. Thì đó cũng là một cái nét đẹp và cũng mang cái ý nghĩa giống như là cái những cái thánh lễ của người Công giáo ở đây. Tuy nhiên thì mỗi một tôn giáo họ có một cái cách tổ chức khác nhau. Tuy nhiên nó cùng chung một cái mục đích là tỏ lòng hiếu thảo của con cái với lại ông bà tổ tiên của mình. Đó là cái nét truyền thống, cái nét văn hóa rất là đáng duy trì và đáng học hỏi để cho chúng ta có một cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đây cũng là một cái đạo đức của cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì đối với người Công giáo họ cũng có một cái điều răn gọi là cái điều răn thứ tư là phải thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như là các ngài đã khuất. Có nhiều người nói rằng người Công giáo thì họ không có đốt nhang, không có thờ cha mẹ. Không phải quý vị ơi, đó chỉ là những cái mà chúng ta chưa có hiểu thấu đáo. Còn đối với người Công giáo thì họ cũng như là đa số các cái dân tộc Việt Nam, 54 dân tộc anh em Việt Nam chúng ta trên cái giải đất này đều có một cái đức tính rất tốt đẹp là thảo kính cha mẹ, dù là các ngài còn sống hay các ngài đã khuất thì đều kính nhớ cha mẹ, ông bà tổ tiên. Và cái văn hóa người Việt Nam chúng ta thì rất coi trọng cái phần mồ mả của ông bà. Em giữ đây. Quý vị thấy không? Đấy là Sao? đây là một cái quang cảnh của cái ngôi nhà. Người ta có một cái ngôi nhà ở đây để cho vị linh mục sẽ cùng với giáo dân của họ làm lễ thánh lễ ở đây. Đấy quý vị thấy không? Họ làm một cái nhà rất là rộng để che nắng che mưa, để khi mà vị linh mục của họ cử hành thánh lễ ở đây thì nó thuận lợi hơn. Đấy quý vị thấy ở đằng sau này còn một cái khu nghĩa trang nữa rất là rộng lớn nha quý vị nha. Đây là cái khu nghĩa trang cũ. Theo như cái ông anh nói thì cái phần nghĩa trang ngoài này là những cái ngôi mộ cũ rồi, cổ hồi xưa, rất là lâu rồi, từ khi thành lập cái đất thánh của giáo xứ Thánh Gia này. Người đang là đi xe ở trước mặt quý vị là ông anh, con của người Đâu anh? cô, đang là ghé thăm một ngôi mộ nữa của ông anh, con của người bác ruột cũng nằm ở đây. Vâng, À, đằng trong quý à? vị thấy là những cái ngôi mộ này thì họ xây sau cho nên là Đâu xây anh? rất lớn, rất À. đẹp, rất khang trang. Còn cái phần mộ của ông anh thì khiêm tốn hơn, nằm ở phía sau. Đấy, cái ông anh đang là đốt nhang cho phần mộ của người anh. Vâng, cái ngôi mộ của người thân của chúng tôi thì khiêm tốn nằm ở phía sau do đã chôn cất ở đây 40 năm rồi, cho nên là nó thấp hơn những cái ngôi mộ mà phía thấp hơn những cái ngôi mộ mà sau này người ta mới xây dựng. Vâng, rõ ràng là đối với lại người Việt Nam chúng ta dù bất kể là tôn giáo nào thì chúng ta cũng có một cái nét văn hóa truyền thống bao đời nay mà chúng ta cần phải duy trì, bảo tồn và phát huy nó. Đó là cái
đức tính uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ tới ông bà, tổ tiên đã có công sinh ra, dưỡng dục để chúng ta lớn lên, chúng ta có ngày hôm nay là nhờ công ơn của ông bà, tổ tiên, của những người đã khuất nằm xuống đây, vì cái sự hy sinh của các ngài mà chúng ta mới trưởng thành và chúng ta có ngày hôm nay. Cho nên là mọi người dù đi xa, dù đi làm ăn ở đâu, thì đến những cái ngày lễ này, họ đều trở về để sửa sang mộ phần, thăm viếng lại những cái phần mộ của ông bà. Vâng. Sau đây chúng tôi mời quý vị quan sát lại một lần nữa toàn cảnh cái ngôi thánh đường của giáo xứ Thánh Gia Kinh Mục B. Vâng, hôm nay bầu trời rất trong xanh, quý vị thấy là có những cái áng mây lững lờ ở trên cái bầu trời rất là trong xanh. Mặc dù không phải là tiết thanh minh, nhưng mà bầu trời cũng trong sáng như là tiết thanh minh vậy quý vị. Làm cho tôi chợt nhớ tới một câu thơ của cụ Nguyễn Du, là cụ nói là thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tạo mộ, hội là đạp thanh. Cái bầu trời nó cũng trong xanh như là trong cái tiết thanh minh vậy quý vị. Đây là toàn cảnh cái khu vực nghĩa trang. Trước đây họ chưa có xây dựng nề nếp, nhưng mà cũng rất là sạch sẽ. Quý vị thấy không, là người ta đã chuẩn bị hoa cúc, hoa sặc sỡ hết ở những từng ngôi mộ một. Hoa cúc, hoa hồng, hoa vạn thọ, họ trang trí lên cái phần mộ của những người thân của họ. Quý vị thấy là họ tổ chức rất là khoa học, và nó tạo cho chúng ta có một cái nhìn rất là thiện cảm về những cái nghĩa trang của những người Công giáo này. Vâng, quý vị thấy là tất cả ngôi mộ nào cũng được trang hoàng bông hoa, nhang đèn. Rất tiếc là chúng ta không có tham dự được buổi thánh lễ. Trong những cái năm trước thì đã có dịp tôi giới thiệu với quý vị cái buổi thánh lễ họ làm tại đây, với cái số lượng người tham dự rất đông, nhưng mà hôm nay thì chúng ta không có thể ở lại để tham dự được. Đây là cái bàn thờ của cái nghĩa trang này, thì đến những cái ngày lễ đó thì vị linh mục sẽ ra đây cử hành cái nghi thức thánh lễ để cầu nguyện cho những tín hữu đã qua đời tại đây. Vâng, bây giờ là 12 giờ trưa cho nên là không có đông người. Còn buổi chiều lại thì rất là đông người ra đây, họ tiếp tục sửa sang mộ phần, cắm bông, cắm hoa để chuẩn bị cho buổi lễ sẽ được diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 11 hàng năm. Vâng, một lần nữa chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi đi tham quan lại một lần nữa toàn cảnh cái ngôi nghĩa trang này mà những người Công giáo họ gọi là đất thánh. Vâng. Họ dành cho những cái nơi chôn cất này một cái danh từ hết sức trân trọng và linh thiêng, gọi là đất thánh. Vâng, đây là ông anh của tôi cũng đang là đi đốt nhang lại những cái phần mộ của những người thân trước khi tạm biệt ngôi nghĩa trang này. Vâng, quý vị thấy là tất cả những cái ngôi mộ ở đây đều được xây dựng rất là đẹp. Tuy là nó không có được ngay hàng thẳng lối, bởi vì đây là những cái ngôi mộ cổ đã được an táng ở đây rất là lâu rồi, cho nên là nó không có được chỉnh chu như là cái phần ở bên trong đây. Lát nữa tôi sẽ ghi lại cái những cái hình ảnh mà trong những cái phần nghĩa trang mới này họ làm rất là đẹp quý vị. Vâng, mời quý vị chúng ta cùng xem cái những cái ngôi mộ mà họ mới làm sau này. Trước mặt quý vị là những cái ô quý vị, hay là ở đây người ta gọi là kim tĩnh đó, tức là
họ làm sẵn những cái ô như thế này để khi mà có người qua đời ở trong giáo xứ của họ qua đời thì họ sẽ lần lượt được chôn cất theo thứ tự lần lượt từ trong ra ngoài, từ xa đến gần. Quý vị thấy không? Họ làm rất là đẹp, rất là khoa học, rất là chu đáo như quý vị nha. Họ xây sẵn những cái gọi là kim tĩnh như vậy đó để những tín hữu nào qua đời thì sẽ lần lượt được nằm theo thứ tự lớp lang ở đây. Đấy, ở đây là cái khu vực nghĩa trang mới, quý vị thấy không? Họ làm rất là đẹp. Tất cả ngôi mộ nào cũng được người thân cắm bông, cắm hoa. Quý vị thấy không? Rất là nhiều lớp. Rất là đẹp đẽ, rất khang trang. Khi mà chúng ta có người thân ra đi thì với những cái cách tổ chức như thế này, những cái người mà có người thân phải ra đi mà nằm ở đây thì họ cũng như được an ủi và cái nỗi đau mất người thân nó cũng được xoa dịu rất nhiều, phải không quý vị? Và khi mà chúng ta có những người thân mà chẳng may phải ra đi từ giã cõi đời này thì khi mà chúng ta trở về thăm viếng thì mình cũng được an ủi rất là nhiều, bởi vì ở đây họ chăm sóc mộ phần cho những cái người tín hữu ở đây rất là chu đáo. Những ai mà vì một cái lý do nào đó không trở về được thì những cái người mà họ có những cái mộ phần quanh đó thì người ta cũng sẵn sàng, người ta lau chùi giúp cho những cái ngôi mộ mà chẳng may mà người thân không có trở về để chăm sóc được. Đấy. Quý vị thấy không? Đây là còn rất là nhiều những cái phần đất trống. Thôi bây giờ chúng ta tiến vào phía bên trong để chúng ta tham quan cái nhà thờ Thánh đường Giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Thì đối với những người công giáo, những cái giáo xứ, quý vị, giáo xứ nào thì đi kèm với nhà thờ cũng có một cái nghĩa trang để họ chôn cất những cái tín hữu trong cái phạm vi mà họ ở trong cái giáo xứ đó. Thì đây là một cái cách tổ chức hết sức bài bản và hết sức là khoa học, bảo đảm được cái tính khoa học mà lại còn giữ được cái truyền thống văn hóa của cái người Việt Nam chúng ta. Vâng, đây là con đường đi vào. Theo như thiện ý của tôi, nếu mà họ trồng hai bên này những cái hàng cây phi lao cao vút lên thì rất là tuyệt vời nữa, vừa tạo bóng mát, vừa tạo cái nét uy nghiêm, thinh lặng của cái không khí trang nghiêm, linh thiêng của nghĩa trang. Hy vọng rằng những cái người chức trách mà họ phụ trách ở đây thì khi mà xem được cái video này thì họ sẽ trồng một cái hàng cây phi lao dài hai bên, vừa tạo bóng mát, vừa tạo cảnh quan. Đó là thiện ý cá nhân. Vâng, đây là Kinh 1B nha quý vị nha, thuộc địa bàn xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đây là cái cầu để bước qua bên ngôi nhà thờ. Họ trang trí ở giữa cầu một cái tháp. Vâng, đây đây được gọi là làng Hiệp Hòa nha quý vị nha. Đấy, họ làm một cái tháp ở giữa cầu họ trang trí. Đây là làng Tân Đê nha quý vị nha. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục bước qua phía bên kia nhà thờ. Giữa cầu họ trang trí một cái tháp mà tôi hình dung ra giống như là cái tháp Eiffel của Pháp vậy. Tôi nói đùa cho vui, chắc họ làm cái này để họ trang trí vào những cái dịp lễ đây. Những cái dịp lễ Noel của người Công giáo họ cũng làm rất là long trọng, rất là chu đáo với rất nhiều đèn hoa sặc sỡ. Đây là toàn cảnh ngôi thánh đường của giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Vâng, đứng trước cái khung cảnh này tôi rất là bùi ngùi, bởi vì trước năm 1975 thì tôi đã từng sống ở giáo xứ này, đã từng đi học ở đây. Quý vị biết rằng trước đây đó thì mỗi một giáo xứ có một nghĩa trang, kèm theo đó thì cũng là có một cái ngôi trường học nữa quý vị. Xứ giáo xứ nào cũng có cái ngôi trường học kèm theo. Đây là cái bảng giáo xứ Thánh Gia Kinh 1B. Thì khi mà còn học cấp 1 á, tôi cũng có được học tại cái ngôi thánh đường này. Tôi nhớ lúc đó là
Linh Mục Nguyễn Minh Nghị làm hiệu trưởng. Cái trường đó gọi là cái trường Vươn Lên. Quý vị nào xem được cái video này vào cái cùng cái thời đó thì quý vị comment ở bên dưới nha. Ở cái Ngô Thánh Đường này, cái giáo xứ này gắn bó với cái tuổi thơ của tôi trải dài suốt những cái năm tiểu học ở đây. Tuy nhiên thì khi mà trở lại thì chúng tôi không còn thấy một cái dấu tích nào của cái ngôi thánh đường cũ nữa, mà tất cả đã đều được xây dựng mới khang trang rồi. Vâng, mặc dù là nuối tiếc nhưng mà vì cái sự phát triển của giáo xứ cho nên là phải xây dựng lớn hơn, khang trang hơn, bề thế hơn, thì chúng ta cũng không có thể nào mà níu kéo lại những cái cũ được. Tuy nhiên thì đối với những người lớn tuổi như chúng tôi thì khi mà trở về mà không còn được nhìn thấy những cái hình ảnh cũ nữa thì cũng hết sức là bùi ngùi quý vị ạ. Vâng, đây là gia đình thánh gia. Quý vị còn nhớ là khi mà Noel đó thì có Chúa Giêsu nằm ở trong cái hang cỏ với ông bà Giuse và Mary, đó là gia đình thánh gia. Thì cái ngôi thánh đường này, cái giáo xứ này, người ta cũng lấy cái hình ảnh đó để ta đặt tên cho cái giáo xứ này là giáo xứ thánh gia. Vâng, cái tháp chuông cũng rất là cao vời vợi, vươn lên trên cái bầu trời xanh ngắt như thế này, biểu tượng hàm ý cho một cái khát vọng vươn lên của những cái người công giáo ở đây. Lúc trước thì do cha Phạm Huy Diệu là cái người sáng lập ra cái giáo xứ này. Sau đó thì tới Linh Mục Nguyễn Minh Nghị. Và sau đó thì tôi nhớ là tới cha Tiếu và một số cha nữa. Tôi đi rất là lâu rồi cho nên tôi không có cập nhật kịp. Quý vị nào biết thì mời quý vị comment ở bên dưới để giúp cho chúng tôi bổ sung những cái kiến thức để phục vụ cho quý vị khán giả. Ở bên hông này là Đài Đức Mẹ nha quý vị nha. Vâng, tôi nhớ là trước năm 1975 thì tôi học ở cái ngôi trường Vươn Lên này. Tôi nhớ là cái ngôi trường đó nằm ở cái khu vực đâu đó, ở cái khu vực Đài Đức Mẹ này. Nhưng mà bây giờ cũng không còn nữa. Và thay vào đây là một cái tượng đài Đức Mẹ. Vâng, hết sức là rộng lớn, sừng sững uy nghi, tạo nên một cái nét đẹp rất là lộng lẫy ở cái ngôi giáo xứ này. Vâng, những cái hàng cây vươn cao vút lên như vậy, nó tạo nên một cái nét uy nghiêm cho cái ngôi thánh đường. Rất tiếc là ngày nay thì nhiều người không có chú trọng đến cây xanh nữa. Quý vị thấy không, trên một cái nền trời xanh ngắt, một cái ngôi thánh đường với một cái tháp chuông cao cờ vời vợi vút lên trên cao như vậy mà có những cái cây hàng phi lao, nó làm cái nền cho cái ngôi thánh đường thì nó sẽ đẹp biết bao nhiêu. Vâng, đây là mặt tiền của ngôi thánh đường. Vâng, thật sự là tôi hết sức là bùi ngùi khi mà sau một thời gian lưu lạc, khi trở về đây thì chúng tôi không còn được nhìn thấy những cái hình ảnh cũ xưa để lại nữa. Nếu mà chúng ta muốn cho những cái người con ly hương nhớ tới cội nguồn của mình, có một cái sự lưu luyến muốn trở về, thì chúng ta cũng nên giữ lại một cái hình ảnh nào đó, dù là tượng trưng thôi, để cho những người như chúng tôi khi mà lưu lạc tha phương trở về thì còn đây rồi quý vị ơi. Tôi thấy một tượng Đức Mẹ. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu gì xíu, thì đây là tượng Đức Mẹ, gọi là tượng Nữ Vương Hòa Bình. Tôi nhớ là lúc đó là cha Nguyễn Minh Nghị xây dựng cái tượng Đức Mẹ này. Vâng, đúng rồi, đây là tượng Nữ Vương Hòa Bình. Vâng, tôi chỉ còn thấy một duy nhất thôi, một cái bức tượng Đức Mẹ này. Quả thật là nếu mà chúng ta muốn cho những cái người con tha phương lưu lạc còn đau đáu muốn trở về với cội nguồn của mình thì chúng ta nên giữ lại một cái chút gì, dù chỉ là một biểu tượng thôi, để cho những người con tha phương như chúng tôi còn đau đáu muốn trở về tìm lại một cái
chút kỷ niệm xa xưa nào đó ở trong miền ký ức của mình. Như quý vị thấy không, những cái ngôi thánh đường cổ chẳng hạn người ta phải giữ lại để duy trì, hay là như Việt Nam chúng ta có những cái khu phố cổ Hội An chẳng hạn, với những cái khu nhà rất là cũ kỹ rồi nhưng mà chính phủ vẫn phải duy trì bảo tồn để cho nó tạo nên một cái giá trị trường tồn theo thời gian, và cũng là để cho nhắc nhở mọi người có một cái trách nhiệm, có một cái niềm yêu thương cái nơi quê hương của mình, nơi mà đã từng gắn bó một thời, để họ trở về, ít ra nữa là tìm lại những cái miền ký ức xa xưa mà họ đã từng sinh sống ở đây. Tất cả những ý kiến vừa nói ở trong video này đều là những cái ý kiến mang tính chất riêng tư, tính chất cá nhân. Nếu có điều gì không phải hoặc không đúng thì xin quý vị comment ở bên dưới, góp ý để giúp cho chúng tôi hoàn thiện hơn. Vâng, đây là nhà của người chị, cũng đã chuẩn bị cơm sẵn rồi để mà chiêu đãi anh em chúng tôi sau khi viếng phần mộ của ông bà về. Vâng, rất là cảm động phải không ạ? Một chai rượu vodka. À vâng, đúng rồi, vodka. À, một có anh xui anh vô cái lẩu gì đây anh? Vâng, đã có chào vài khi người thân đang là hai chuẩn thằng bị cháu đến để tiếp chúng tôi. Hai thằng vâng, cháu chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Lạc loài xin kính bất chúc hiếu quý vị tràn đầy sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.